Hello, xin chào mọi người. Hôm nay hai vợ chồng mình giới thiệu một cái hàng Korean BBQ nằm trong khu thương mại của Hàn Quốc trên đường Beach. Nhà hàng này khá đông nên bà xã mình phải ghi tên và chờ đợi. Họ gọi nghe nói cũng phải chờ tới 45 phút nữa. Có phim nè. Giờ đây có phim nè. Ừ, chứ đâu có phải không? Phải làm cái phim á. Trong lúc chờ đợi hỏi bài tên thì mình đi làm vòng trong cái khu thương mại này, quay sơ sơ chia sẻ với mọi người cho biết ha. Phim này chắc nói tiếng Hàn Quốc quá. Phim Mỹ mà nói tiếng lồng tiếng. Dạ, con nào con ấy cũng nó còn sợ. Con kia ta còn sợ. Người ta kiếm được gió khác rồi. Kia có cái gì ngồi uống nước cho cũng được, chứ đi vòng vòng cả tiếng cũng mệt. Cũng được á. Ừ, coi coi. Hồi nãy mình đâu có, mình ghi danh cái kia ăn ở đây hay là ăn ở trong kia? Còn chỗ này là chỗ gì? Thì chúng mình lấy tên ở đây hả? Anh tưởng khác menu à? Mình mới order một cái chao rượu gạo trong cái quán bar của cái nhà hàng ấy, uống chút để chờ đợi. Korean BBQ, my God.
Tùy rồi đây. Nó cháy tắt bếp à. Thank you.
miếng cuối cùng à, 3 miếng cuối cùng. Wow. Cái này là cuối rồi đó. Marinade. Cái này của em là cái kẹp good.